Những thí sinh nặng ký của hai đội huấn luyện viên Hồ Ngọc Hà và Đàm Vĩnh Hưng đã cống hiến cho khán giả một đêm sống trong âm nhạc. Tuần này, đội Hồ Ngọc Hà và Đàm Vĩnh Hưng sẽ phải loại tiếp mỗi đội một thí sinh. Ai phải ra đi và ai sẽ là người tiếp tục tỏa sáng? Đón xem Giọng Hát Việt trực tiếp 21:20 ngày 9 tháng 12 trên VTV3.